Hello, chào các bạn ạ. Đến ngày này Linh báo có bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Hiện bây giờ dịch Covid đã lan ra khắp nơi rồi. Thành phố Đà Nẵng hiện bây giờ là không cho tập trung đông người nữa các bạn. Chỉ cho phép dưới 5 người thôi. Mình cũng hạn chế đi ra đường các bạn. Cho nên mình cũng không có đi quay phim cho các bạn được. Một số bạn có nhu cầu muốn xem lại một số hình ảnh của các khu đô thị mà mình đã đầu tư rồi, lâu nay không biết tình hình chỗ nó như thế nào. Nhưng mà cũng góp tay vào cộng đồng đẩy lùi dịch Covid thì mình cũng hạn chế ra đường các bạn. Chẳng may mình bị like, rồi mình về mình like cho gia đình, rồi like cho anh em bạn bè cơ quan, lúc đó nó rất là phiền phức, gây cho sự khó khăn chất chồng nữa. Thì mình ở nhà mình đọc tin có gì hay mình chia sẻ với các bạn. Thì ngày hôm nay mình là lên cái trang cà phê ép, nó có đăng một cái thông tin mình thấy rất là hay các bạn. Đó là nỗi niềm của người thuê nhà sau khi nghe tin là đánh thuế căn hộ cho thuê. Để mình chia sẻ với các bạn chuyện này là như thế nào và nó ảnh hưởng đến cái thu nhập của người cho thuê và nó ảnh hưởng gì đến bất động sản tạo ra cái dòng tiền này. Thì như các bạn biết đợt vừa rồi là Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh á, họ đề xuất là thu thuế đối với những hoạt động cho thuê văn phòng, căn hộ, chung cư, mặt bằng kinh doanh trong chung cư. Và người ta dự kiến là thí điểm tại một số cái chung cư cao ốc tại quận 11. Thì sau khi có thông tin này, lập tức nhận được những phản ảnh trái chiều của các tổ chức cá nhân, thì phần đa là họ bày tỏ quan ngại về chính sách này. Theo cái quan điểm của họ và theo cái thực tế, cho rằng đợt vừa rồi dịch Covid gây ra cho họ những thiệt hại rất lớn. Nếu như mà thực hiện chính sách này tại cái thời điểm này là có phù hợp hay là không, nôm na là như vậy. Và thực tế mình thấy điều đó cũng đúng các bạn. Như bạn biết là bất động sản cho thuê những năm gần đây, đặc biệt là 2 năm gần đây khi dính dịch Covid là rất là khó khăn. Ví dụ như những cái mặt bằng cho thuê ở tuyến phố lớn cũng rất là khó rồi. Rồi những cái căn hộ mà cao cấp cũng rất là khó. Căn hộ cao cấp là như bạn biết là để dành cho những người có thu nhập cao hoặc là những chuyên gia các bạn ạ. Đợt vừa rồi chuyên gia người ta về cũng rất là nhiều. Họ không còn thuê nữa. Hoặc là một số người trước đây là họ thu nhập khá nhưng bây giờ dính dịch Covid á, nó ảnh hưởng đến cái thu nhập của họ. Bây giờ họ cũng không có muốn thuê với một cái giá cao như vậy. Người ta muốn thuê với một cái giá thấp hơn hoặc là người ta chuyển sang một cái dòng sản phẩm nó thấp hơn tí để cho nó hạ giá xuống, nó đảm bảo cho cái chi tiêu cuộc sống của họ. Thì đây là chia sẻ của họ các bạn này. Thì dù chủ nhà đã giảm giá mạnh nhưng mà tỷ lệ bỏ trống hiện bây giờ vẫn chiếm khoảng 30 đến 40%. Đặc biệt là các nhà đầu tư lãnh lỡ vay ngân hàng mua những cái sản phẩm cho thuê này là chấp nhận bán tháo bán lỗ để trả cho ngân hàng. Như bạn biết là khi người ta vay ngân hàng là người ta cũng rất là trông mong vào lấy cái tiền thuê nhà để trả. Nhưng bây giờ dịch Covid đến đấy, những bạn biết là trong một thời gian rất là dài như vậy không cho thuê được là mình nói bạn rất là mệt mỏi các bạn. Ngân hàng nó dí sát bên lưng nên nhiều người là chịu không nổi là bán, là mình thấy cũng đúng thôi. Ngồi dịch Covid khiến tình hình cho thuê căn hộ đã khó khăn rồi mà theo ghi nhận hầu hết các doanh nghiệp chủ nhà hàng kinh doanh hiện nay đều cắt giảm chi phí, không có mở rộng văn phòng chi nhánh nữa, cho nên làm cho thị trường cho thuê này càng thêm áp lực. Cái này mình thấy đúng đó bạn, mình đã có rất là nhiều bài mình chia sẻ đó. Sau cái dịch Covid thì những cái người mà chuyên thuê những cái bất động sản tạo ra dòng tiền ở những mặt phố đó, phần đa là người ta trả lại hết, hoặc là những nhà hàng hoặc là những cái văn phòng á, người ta tìm những cái nơi nào giá nó thấp hơn hoặc là người ta vào trong những con đường nhỏ hơn. Như bạn biết hiện bây giờ là công nghệ
đã đến mọi ngóc ngách từng nhà, từng khu phố. Vì vậy mà bây giờ người ta có xu hướng mua bán sản phẩm tận nơi, gọi là thương mại điện tử các bạn ạ. Cái này là những cái nhà mà cho thuê phía trước này á, trước đó là những cái nhà rất là hot các bạn ạ. Chỉ cần người cho thuê trả nhà phát á, chỉ cần đăng lên, chỉ cần dán cái bảng phía trước là trong một thời gian rất là ngắn thôi là đã có người đến thuê rồi. Nhưng bây giờ cái tình trạng nó không còn như vậy nữa các bạn. Thuê là với điều kiện là phải cắt giảm bớt cái tiền thuê, hoặc là giúp cho cái người chủ thuê với một cái mức giá vừa phải, hoặc là có những cái hỗ trợ này nọ để hai bên cùng gánh với nhau á, thì có việc một giao dịch thuê và cho thuê nó diễn ra. Còn không á, nếu chúng ta giữ một cái giá quá cao như vậy, phần đa là những cái nhà đó mình thấy để trống rất nhiều. Các bạn tìm đọc thêm những cái bài này để mình chia sẻ thêm các bạn những nỗi niềm của những người cho thuê căn hộ là như thế nào. Cho thuê căn hộ nhiều khi cũng chua lắm em ơi, đặc biệt là trong mùa dịch này. Nhất là khi thông tin đánh thuế căn hộ đang rộ lên thì nhà đầu tư này có những chia sẻ xung quanh vấn đề là như sau. Mình phải lắng nghe những chia sẻ của họ các bạn. Thứ nhất là gây thêm khó khăn cho người cho thuê, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh. Người thuê nhà bị ảnh hưởng công việc, mất việc làm thường có xu hướng không thuê nữa hoặc là hủy ngang hợp đồng. Trong trường hợp người thuê trả nhà thì người cho thuê phải mất thêm chi phí cải tạo cho chỉnh chu thì mới cho thuê tiếp. Thêm vào đó, người cho thuê phải mất một khoản chi phí môi giới. Đó là một cái thứ nhất các bạn ha. Ý thứ hai, nếu thu thuế là bắt buộc bên cho thuê phải tăng giá căn hộ để đảm bảo được mức thu nhập. Điều này gây khó khăn cho cả bên thuê và cho thuê khi vô tình giá nhà bị đẩy lên cao. Nhất là vào thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, người thuê nhà rất mong muốn có được một mức giá vừa phải. Bữa nay là giá thấp mới thuê được các bạn, chứ còn giá cao rất là khó. Đặc biệt là cả hai bên đều có những cái thông cảm cho nhau. Mình có một anh bạn ở Bắc Ninh chia sẻ rất là hay các bạn. Có một cái nhà Hàn Quốc, nó thuê cái nhà của ảnh là 10 năm nữa rồi các bạn. Một tháng như vậy anh cho thuê được 40 triệu. Rồi vừa rồi dịch Covid là người thuê người ta đến người ta trình bày những khó khăn của họ. Anh chủ anh bạn mình các bạn này, ảnh đồng ý giảm 50% giá cho thuê, từ 40 triệu xuống còn 20 triệu. Mình hỏi vì sao anh ta làm những cái động tác như vậy, thì anh ta chia sẻ rằng trong cái thời điểm khó khăn này là cả hai bên đều có sự thông cảm cho nhau và chia sẻ những cái khó khăn cho nhau thì mới tồn tại được. Họ tồn tại là mình tồn tại, có nghĩa là họ sống được là mình mới sống, còn họ chết là mình chết. Nếu như mà mình tiếp tục mình giữ một mức giá thuê như vậy là chắc chắn là họ phải đi nơi khác, và khi người ta đi á là cái nhà mình nó để trống, mà để trống như vậy mất mấy tháng trời cuối cùng nó cũng không có lời lộc gì hết. Cho nên cuối cùng mà anh ta suy đi tính lại và anh ta giảm 50%, cuối cùng là cả hai bên đều đạt được những cái mong muốn. Mình thấy đó là một cái lối kinh doanh rất là hay các bạn, nó thể hiện cái tư tưởng đúng cái thời cuộc, và đặc biệt là có sự nhân văn trong đó nữa. Mình thấy rất là hay các bạn, mình thấy rất là đáng để học hỏi. Và cái ý thứ ba người ta chia sẻ như thế nào này các bạn này, việc thu thuế này vô tình khiến nhiều người trở nên e dè hơn trong việc đầu tư căn hộ cho thuê. Về lâu về dài người ta cho rằng điều này ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, nôm na là như vậy. Bây giờ mình bình luận thêm với các bạn á, việc đánh thuế vào những cái bất động sản căn hộ như thế này thì về lâu về dài nó ảnh hưởng gì đến thị trường bất động sản hay là không? Theo quan điểm cá nhân của mình á, khi chúng ta đánh thuế vào những căn hộ cho thuê á, là chắc chắn là giá cho thuê sẽ điều chỉnh. Dịch Covid là mình nghĩ rằng cũng chưa tới mức tăng giá cao đâu. Tại vì hiện bây giờ cũng rất là khó khăn rồi. Bây giờ mà chủ nhà mà tăng tăng lên nữa thì
bên thuê có khả năng là người ta sẽ bỏ. Cho nên cái phần mà thiệt hại trước mắt á, ngắn hạn thì có thể là cái bên cho thuê người ta sẽ chịu. Như các bạn biết, khi cái tỷ suất lợi nhuận nó giảm đi á, thì nhà đầu tư không còn mặn mà đầu tư vào những bất động sản cho thuê. Mình nghĩ như thế này các bạn này, khi nhà nước đã đưa ra một chính sách nào á, thì họ cũng phải nghiên cứu rất là kỹ, và đặc biệt là làm thí điểm để xem cái phản ứng, cái sức chịu đựng của thị trường như thế nào. Các nhà quản lý người ta cũng rất là muốn thu được thuế, nhưng mà cũng để cho thị trường nó phát triển. Các bạn phải hết sức bình tĩnh là nó nằm cái ý chỗ này các bạn ạ. Không có một nhà quản lý nào muốn triệt tiêu phát triển của bất động sản cho thuê ra, mà luôn luôn tạo điều kiện cho nó phát triển. Cho nên ở đây mình nghĩ rằng nhà nước sẽ có một mức giá nào đó nó rất là phù hợp. Còn mình cho rằng về tương lai á, thì tất cả các cái gì mà liên quan đến thu nhập phát sinh á, là phải đóng thuế, chứ không riêng gì bất động sản cho thuê đây các bạn. Bây giờ chúng ta làm cái gì mà nó tạo ra thu nhập tăng thêm á, là phải đóng thuế cho nhà nước. Hiện bây giờ như bạn biết, chẳng qua là cái luật thuế của chúng ta nó còn chưa có bao trùm hết. Những đối tượng của chúng ta thu nhập cũng rất là nhiều, nhưng mà cái cách thu thuế của chúng ta chưa có chặt chẽ. Vì vậy chúng ta thu thuế không được nhiều. Các bạn hãy tưởng tượng rằng trên đất nước chúng ta có rất là nhiều ngành, rất là nhiều nghề, rồi rất là nhiều người làm thu nhập ở ngoài các bạn này, ngoài cơ quan nhà nước, rồi các bạn về làm thêm những cái thu nhập ở ngoài đó, phần đa là nhà nước không có thu thuế được. Tại vì hiện bây giờ chúng ta chưa có đầy đủ những công cụ để kiểm soát những thu nhập của người dân. Còn thuế là chắc chắn là phải đóng thôi các bạn. Chúng ta không thể làm khác được. Một đất nước muốn phát triển là phải thu thuế đủ, đúng, và sử dụng cái đồng thuế nó làm sao cho nó hiệu quả. Đó là câu chuyện của nhà nước. Còn về quan điểm cá nhân của mình á, nhà nước nên đánh thuế một mức vừa phải để khuyến khích người dân, các nhà đầu tư tiếp tục xây căn hộ cho thuê. Còn đối với những bất động sản mà để trống á, ví dụ như đất nền để trống hay những cái gì để trống, quan điểm của mình là đánh thuế thật là cao lên. Các bạn hãy tưởng tượng một điều như thế này. Một cái căn hộ mà xây dựng như thế này á, nó kéo theo sự phát triển của tất cả các ngành nghề khác. Các bạn hiểu không? Ví dụ như muốn xây như lên cái nhà là các bạn phải tốn thêm một số tiền. Các bạn thuê nhân công các bạn làm này, rồi là sắt thép này, rồi những ngành là cửa này, rồi lát sàn này, trang trí nội thất này, rồi đèn điện đủ thứ ấy. Như vậy là tất cả các ngành này nó phục vụ cho cái nhà của bạn. Cho nên nó kích thích, nó tạo ra sản xuất tiêu dùng. Còn cái ông đất trống đây là ông không tạo ra cái điều gì hết các bạn này. À các bạn thấy không? Ông đất trống này giỏi lắm thì làm được mấy cái đường này thôi, đổ đất lên coi như sang phim. Ông để 5 năm, 10 năm, ông tạo ra lợi nhuận 5 lần, 10 lần. Như vậy là bao nhiêu nguồn lực chúng ta đổ vào đây, nó không tạo ra giá trị chi cho phát triển sản xuất hết các bạn. Cho nên mình á, là mình vẫn rất là mong nhà nước có những chính sách gì đó tạo điều kiện để cho các nhà đầu tư người ta xây những căn hộ cho thuê. Còn những bất động sản mà để trống như thế này là đánh thuế thật nặng lên, để khuyến khích họ xây người ta cho thuê. Hoặc là anh không xây á, là anh dùng cái nguồn tiền thay vì anh đầu tư vào bất động sản để trống như thế này thì anh đầu tư vào cái khác. Và những cái dòng tiền anh đầu tư là tạo ra công ăn việc làm, kích thích các ngành sản xuất khác phát triển, để cái dòng tiền nó quay liên tục thì kinh tế nó mới phát triển được các bạn. Ngày nào mình càng để đất trống bao nhiêu ấy, là gây ra những cái hậu quả rất là lớn, đặc biệt là nguồn lực xã hội của chúng ta bị lãng phí, thu nhập của chúng ta còn rất là thấp, nước của chúng ta chưa có mạnh, người dân chưa có giàu, thì phải chắc chiêu những cái nguồn lực đó các bạn. Còn ngày nào chúng ta cần lãng phí thì rõ ràng đất nước chúng ta cứ tiếp tục bèo bèo như vậy, thì làm sao mà có thể sánh ngang với các nước trên thế giới được. Từng ngành như vậy có những cái giải pháp hay á,
góp phần đưa đất nước chúng ta tăng trưởng tốt hơn các bạn ạ. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Rồi bye bye, chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.